Cảnh giới trí huệ không thể cùng tận, từ trong tam muội vô tỷ sinh ra. Thân Phật chẳng có bờ mé, trụ khắp ở trong tất cả thân chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều đại hoan hỷ, khiến cho tất cả chúng tánh trí huệ không đoạn tuyệt. Cảnh giới trí huệ của Phật không thể cùng tận, là từ trong tam muội không thể so sánh sinh ra. Pháp thân của Phật chẳng có bờ mé, trụ khắp ở trong tất cả thân chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều đại hoan hỷ, khiến cho chúng tánh nhất thiết trí huệ vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Chúng ta chúng sinh với chư Phật có quan hệ không thể phân ly. Chư Phật đã thành Phật, chúng sinh chưa thành Phật. Pháp thân của Phật trụ khắp trong thân chúng sinh chưa thành Phật. Do đó, nay con đều hiểu các Như Lai. Như Lai với con không khác biệt. Như Lai thường ở trong thân con. Như Lai tức là ngã chân như. Chư Phật chẳng lìa khỏi thân của chúng ta, cho nên đừng đi khắp nơi tìm Phật. Chỉ cần quay đầu lại thì có thể sẽ thấy được Phật. Do đó, biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Nếu bạn giác ngộ tất cả các pháp, tức là trở về nguồn cội, cũng là rõ tâm thấy tánh, nghĩa là chứng được bản thể của Như Lai. Chúng ta chúng sinh đều đang sống ở trong pháp thân Như Lai. Nếu chẳng phải ở trong pháp thân Như Lai thì chúng sinh cũng đều chết. Giống như trong thân thể của mỗi người chúng ta đều có vô lượng vi khuẩn. Những vi khuẩn này nương thân người mà tồn tại. Con người chết đi thì vi khuẩn cũng chết. Pháp thân Như Lai ví như thân thể con người, chúng sinh ví như vi khuẩn. Chúng ta tồn tại ở trong pháp thân Như Lai cũng giống như vi khuẩn tồn tại ở trong thân người, cùng một đạo lý. Pháp thân của Như Lai không thể nào chết, mà chúng ta ở trong luân hồi chuyển lại chuyển đi, sinh tồn ở trong luân hồi. Bản tánh của chúng ta tức là Phật tánh, do đó tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Đáng tiếc chúng ta không biết tu hành, cho nên chưa có thể thành Phật. Bồ Tát trụ nơi chỗ trụ tốt giáo của chư Phật, sinh vào nhà của ba đời chư Phật, khiến cho các chúng sinh nhiều không thể tính đếm, sinh niềm tin hiểu biết thành tịnh, khiến cho trí huệ của tất cả Bồ Tát đều thành tựu, các căn vui thích, mây pháp, che khắp hư không pháp giới, giáo hóa điều phục chúng sinh không sót thừa. Tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ, khiến cho họ an trụ nơi trí huệ không phân biệt, vượt qua trên tất cả chúng sinh. Bồ Tát trụ nơi chỗ trụ tốt giáo của chư Phật, tức là thường tịch quang tịnh độ, tức cũng là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát sinh vào trong nhà của mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là trí huệ tốt giáo thanh tịnh, thường ở chung với Phật, nghe pháp nghe kinh sớm sẽ thành Phật. Phật là cha lành của chúng ta, thương xót chúng ta, giáo hóa chúng ta, khiến cho chúng ta tu hành chứng đạo, khổ nhọc dạy dỗ, khuyên chỉ dạy không biết chán. Phật có thể khiến cho chúng sinh nhiều bất khả số, tin sâu pháp thanh tịnh, tức là sinh tu giới định huệ, để diệt trừ pháp nhiễm ô, tức là tiêu diệt tham sân si. Phật có thể khiến cho trí huệ của tất cả Bồ Tát đều có thể thành tựu đắc được đại viên cảnh trí. Bồ Tát tự giác cũng viên mát mãn, giác tha cũng viên mãn. Trí huệ này sẽ thành tựu đạo quả của chính mình, giáo cần vui thích, tức là bên ngoài hiện ra hiện tượng hoan hỷ, bên trong cũng có tâm hoan hỷ. Mấy pháp giáo hóa chúng sinh, che phủ khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là tận hư không biến pháp giới. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh. Tuy nhiên chúng sinh ở trong thế giới ta bà có điều khó phục, nhưng hết thảy chúng sinh can cường đều bị điều phục, chẳng có một chúng sinh nào chẳng bị điều phục. Bồ Tát tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho họ được đầy đủ. Muốn cầu gì thì khiến cho họ được cái đó. Hy vọng việc gì thì khiến cho họ thành công việc đó, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi trí huệ, không có sự phân biệt, vượt qua trên tất cả chúng sinh. Đắc được nhất thiết trí, phóng đại quang minh, căn lành đời trước đều khiến cho hiển hiện, khắp khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại nguyện, khiến cho họ an trụ nơi trí huệ phổ hiền không thể hoại, trụ khắp tất cả cõi nước chúng sinh, từ trong chánh pháp bất thối mà sinh ra, trụ nơi tất cả pháp giới bình đẳng, biết rõ cơ nghi tâm của chúng sinh, hiện bất khả thuyết đủ thứ thân Như Lai khác nhau. Chẳng phải lời lẽ thế gian có thể khen ngợi hết được, hay khiến cho tất cả chúng sinh thường nhớ niệm Phật, đầy khắp pháp giới rộng độ quần sinh. Tùy người sơ phát tâm muốn được lợi ích mà dùng pháp bố thí khiến cho họ được điều phục, tin hiểu thành tịnh, thị hiện sắc thân không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết trí huệ, phóng ra đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới,
khiến cho tất cả chúng sinh thuở xưa đã tạo tất cả nghiệp thiện, gieo trồng tất cả căn lành, đều khiến cho hiển hiện ra, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết rõ căn lành của mình trong đời trước như thế nào, khắp khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm rộng lớn. Giống như chúng ta lần này đã thất đại bi quả đình thầy hằng triều, tự biết đời trước của mình, vua Lượng Võ Đế tái sinh, cho nên pháp danh là quả đình, hiệu là hằng triều, nghĩa là triều đình. Anh ta biết đời này và hiện tại phải làm gì nên quy y Tam Bảo. Biết rồi, anh ta phát tâm rộng lớn cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người phát tâm rộng lớn. Ghi chú, ngày tháng 5 năm 1977, thầy Hằng Thật vì cầu cho thế giới hòa bình mà phát tâm tam bộ nhất bái từ chùa Kim Luân ở Los Angeles dặn lại đến Vạn Phật Thánh Thành, dài khoảng hơn 700 dặm, dùng hành động để cảm hóa người đời, cải ác hướng thiện. Thầy Hằng Triều thọ sự cảm động, bèn phát tâm làm hộ pháp cho thầy Hằng Thật, chiếu cố thầy Hằng Thật, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ trong trí huệ phổ hiển Bồ Tát, kiên cố sâu xa không thể hoại. Bồ Tát khắp trụ ở trong cõi nước của tất cả chúng sinh, từ trong chánh pháp bất thối chuyển sinh ra, thường trụ trong tất cả pháp giới bình đẳng, thấu suốt biết rõ mọi sự mong muốn trong tâm của tất cả chúng sinh. Hiện ra bất khả thuyết đủ thứ thân Như Lai khác nhau, chẳng phải lời lẽ và văn từ thế gian có thể khen ngợi hết được. Chư Phật Bồ Tát dùng sức thần thông cảm ứng đạo giao, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh thường nhớ niệm Phật, thường nghĩ tưởng đến Phật thì tương lai nhất định sẽ gặp Phật. Thân Như Lai hiện ra sung mãn pháp giới và tất cả cõi Phật hay rộng độ tất cả chúng sinh, tùy thuận những người ban đầu phát tâm mong cầu đều khiến cho họ đắc được lợi ích. Tức cũng là ai muốn cầu thành Phật mà phát tâm thì khiến cho họ đều thành Phật, ai cầu thần thông mà phát tâm thì khiến cho họ đắc được thần thông, dùng Phật pháp để bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh căn cường đều được điều phục, đắc được sự tiên hiểu, đắc được thanh tịnh, thị hiện vô lượng sắc thân. Đây thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Bình đẳng quan sát chúng sinh, tâm không chấp trước, trụ nơi vô ngại, đắc được mười lực của Phật, không có chướng ngại, tâm thường ở trong định, chưa từng tán loạn, trụ nhất thiết trí. Bồ Tát bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm chấp trước, trụ nơi cảnh giới viên dùng vô ngại, đắc được mười thứ lực của Phật, chẳng có mọi sự chướng ngại, nhậm vận vô ngại, tâm chư Phật Bồ Tát thường ở trong định, chưa từng tán loạn, trụ nơi nhất thiết trí huệ. Khéo khai thị diễn nói đủ thứ cầu văn nghĩa lý chân thật và được biển trí huệ thâm sâu không bờ, sinh ra vô lượng công đức trí huệ tạo. Bồ Tát khéo khai thị diễn nói đủ thứ lời lẽ, đủ thứ cầu văn, đủ thứ diệu pháp đều là nghĩa lý chân thật, hoàn toàn vào sâu được tạng kinh, đắc được trí huệ không bờ bến như biển cả, hay sinh ra vô lượng công đức trí huệ tạng, luôn luôn dùng Phật nhật chiếu khắp pháp giới, tùy theo nguyện lực thuở xưa thường hiện không ẩn mất, luôn luôn trụ nơi pháp giới, trụ chỗ và trụ chẳng có biến đổi, nơi cái ta và của ta đều chẳng chấp trước, trụ nơi pháp xuất thế gian chẳng nhiễm pháp thế gian. Bồ Tát luôn luôn dùng Phật nhật chiếu sáng khắp thế giới, tùy theo nguyện lực thuở xưa đã phát, thường xuất hiện ra đời mà chẳng vào niết bàn, luôn luôn trụ nơi pháp giới, trụ ở chỗ và trụ chẳng có lúc nào biến đổi, đối với cái ta và của ta đều chẳng chấp trước, chúng ta chúng sinh đối với cái ta và của ta hai sự việc này nhìn chẳng thấu được, buông bỏ chẳng đặng, có sự chấp trước đây là thân thể của ta, phải thương yêu nó, phải bảo vệ nuôi dưỡng nó, phải lo cho nó, cho nên suốt ngày vì nó mà phải bận rộn. Tất nhiên có cái ta thì sinh ra tư tưởng sở hữu của ta, đây là thuộc về ta, kia là sở hữu của ta, nói rộng ra đây là đất nước của ta, đây là nhà của ta, đây là tài sản của ta. Có cái ta rồi thì có sở hữu của ta, đây tức là ích kỷ tự lợi. Nếu chẳng ích kỷ thì chẳng có cái ta, nếu chẳng có tự lợi thì chẳng có sở hữu của ta. Vậy cái ta không có, của ta không có, đây tức là pháp xuất thế gian. Tu đến trình độ này thì đắc được giải thoát, tất cả đều tự tại. Tùy trụ tại pháp xuất thế, nhưng đối với pháp thế gian chẳng nhiễm trước. Tóm lại, không bị pháp thế gian làm dao động, không bị cảnh giới chuyển biến, đây là yếu tố của pháp xuất thế gian. Nơi tất cả thế gian kiến lập tràng trí huệ đó rộng lớn, vượt khỏi thế gian, không nhiễm trước, cứu các chúng sinh,
khiến cho họ thoát khỏi buồn lầy, để nơi trí huệ tối thượng, hết thảy phước đức, lợi ích chúng sinh mà không hết được. Biết rõ trí huệ của tất cả Bồ Tát, tin và xu hướng quyết định sẽ thành chánh giác. Dùng đại từ bi hiện bất khả thuyết vô lượng thần Phật, đủ thứ sự trang nghiêm, dùng âm thanh vi diệu để diễn nói vô lượng pháp, tùy theo ý của chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ. Ở trong tất cả thế gian kiến lập tràng trí huệ, tràng là hình tướng vuông tròn, biểu thị dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả chúng sinh. Thứ trí huệ này rộng lớn không thể sánh, vượt qua pháp thế gian, chẳng có nhiễm trước, đã lìa khỏi sự chấp trước cái ta và của ta thì còn gì để chấp trước, có thể cứu độ khổ não của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi buồn lầy, để họ ở nơi trí huệ vô thượng, tức cũng là đạt đến quả vị Phật. Chúng ta chúng sinh ở trong buồn lầy như huyễn như hóa, mà chẳng tự giác, vẫn đang nằm mộng, mê mê hồ hồ, nhiễm khổ làm vui, đối với thị phi thiện ác chẳng phân rõ ràng, dùng phải làm trái, dùng trái làm phải, dùng thiện làm ác, dùng ác làm thiện, điền điền đảo đảo, phải trái chẳng phân rõ ràng, thiện ác chẳng rõ. Nói chung, còng thẳng không biết, trắng đen chẳng rõ, đây cũng giống như ở trong buồn lầy. Tại sao chúng ta ở trong buồn lầy? Vì ngu si, con người luôn luôn quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, mà chẳng quay lưng với trần lao để hợp với giác ngộ, đây tức là ở trong buồn. Lúc chẳng minh bạch, lúc chẳng thoát khỏi ba cõi, vì đó là bị buồn lầy vô minh phiền não làm nhiễm trước. Vậy làm thế nào mới thoát khỏi được buồn lầy? Tức là phải học Phật Pháp. Phật Pháp là phương hướng chỉ bày đường mê, là hải đăng của biển cả, chiếu sáng khắp nơi, khiến cho người mê mất phương hướng đi trên con đường chân chánh. Bồ Tát dùng đủ thứ phước đức đã tu trong quá khứ để lợi ích chúng sinh, khiến cho họ đắc được sự lợi ích. Thường thường làm như vậy, chẳng có khi nào hết được. Các ngài minh bạch trí huệ của tất cả Bồ Tát là thâm sâu vô thượng, tâm tiền nguyện và tâm hồi tiểu hướng đại. Quyết định rồi thì tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. Dùng tâm đại từ đại bi hiện ra bất khả thuyết vô lượng thân Phật, tức cũng là hóa thân. Dùng đủ thứ công đức và trí huệ để trang nghiêm, dùng đủ thứ âm thanh vi diệu để diễn nói vô lượng pháp, tức cũng là từ một pháp mà diễn nói vô lượng pháp, vô lượng pháp quy về một pháp. Do đó, một làm vô lượng làm một. Đây là pháp viên dùng vô ngại, tùy thuận tâm ý của chúng sinh, khiến cho dục vọng của họ đều được đầy đủ, tức cũng là nguyện vọng thành Phật, làm tổ, chứ chẳng phải tham luyến vui năm dục. Tại quá khứ vị lai hiện tại, tâm thường thanh tịnh, khiến cho các chúng sinh chẳng chấp trước cảnh giới, luôn thọ ký cho tất cả các Bồ Tát, khiến cho các ngài đều vào trong chủng tánh của Phật, sinh tại nhà Phật, được Phật quán đảnh. Bồ Tát trong quá khứ vị lai hiện tại ba đời, tâm luôn luôn thanh tịnh, một niệm không sinh, một bụi trần không nhiễm. Bồ Tát chẳng những tự mình chẳng chấp trước cái ta và của ta, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh chẳng chấp trước vào cảnh giới cái ta và của ta. Thường thường vì chúng sinh thọ ký cho tất cả các Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh đều vào trong chủng tánh của Phật, sinh tại nhà của Phật. Tức cũng là cõi thường tịch quang tịnh độ sẽ đắc được mười phương chư Phật quán đảnh thọ ký thành Phật. Thường du hành mười phương chưa từng ngừng nghỉ, mà nơi tất cả chẳng vui thích chấp trước. Pháp giới cõi Phật thảy đều đi đến, tâm của các chúng sinh thảy đều biết rõ, hết thảy phước đức xuất thế thanh tịnh, chẳng trụ sinh tử, mà nơi thế gian như hình ảnh hiện khắp. Bồ Tát thường du hành mười phương thế giới, đi giáo hóa tất cả chúng sinh, chưa từng lúc nào ngừng nghỉ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ. Chúng ta học tập Phật Pháp thì thường ngừng nghỉ. Tập khí của chúng sinh và tập khí của chư Phật Bồ Tát hoàn toàn khác nhau. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới năm dục sáu trần chẳng chấp trước, chẳng sinh tâm tham. Song chúng sinh thì ngược lại, tham vui năm dục, ưa thích cảnh sáu trần. Bất cứ pháp giới cõi Phật nào, Bồ Tát đều có thể tùy ý đi đến du hành vô ngại, chẳng bị hạn chế. Bồ Tát đối với tâm niệm của tất cả chúng sinh đều thấu suốt biết rõ. Tôi cũng biết tâm chúng sinh đều có tham sân si, suốt ngày đến tối bị ba độc mê hoặc, chẳng có lúc nào tỉnh táo. Nếu chẳng có tham sân si thì sẽ sinh tu giới định huệ. Hết thảy phước đức của Bồ Tát đều do xuất ly thế gian mà được thanh tịnh, chẳng tham trước nơi sinh tử, cũng chẳng trụ nơi niết bàn, tùy sinh mà không sinh, tùy chết mà không chết. Do đó sinh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề.
Bồ Tát tại thế gian giống như hình ảnh hay hiện khắp trong tâm của chúng sinh. Dùng trí huệ mặt trăng chiếu khắp pháp giới, thông đạt tất cả, thảy đều không có chỗ được. Luôn dùng trí huệ biết các thế gian như huyễn, như hình ảnh, như mộng, như biến hóa, tất cả đều lấy tâm làm tự tánh, như vậy mà trụ. Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ mặt trăng chiếu khắp pháp giới, tâm của tất cả chúng sinh, khiến cho họ thấu rõ thông đạt tất cả hết thảy thế gian như huyễn như hóa đều không thể đắc được. Tại sao? Vì đều hư vọng, không thật thể, cho nên chẳng chấp trước. Bồ Tát dùng trí huệ chân thật biết tất cả pháp thế gian đều là huyễn hóa, giống như nằm mộng, đều là biến hóa hư vọng không thật, chẳng chấp trước. Đời người giống như diễn phim, trên màn ảnh có đủ thứ cảnh giới hiện ra, nhìn xem tựa như thật, kỳ thật là giả, song vẫn dẫn dụ chúng sinh làm cho điên điên đảo đảo, chuyển theo cảnh giới mà không chuyển được cảnh giới. Bồ Tát biết tất cả hết thảy đều dùng tâm làm tự tánh, tâm là có sự phân biệt là hữu vi, tánh là không phân biệt là vô vi. Cho nên như vậy mà trụ, tánh của chúng sinh là Phật tánh, tâm của chúng sinh là vọng tâm, cho nên chẳng thành Phật. Người tu đạo tức là tu tâm biến vọng tâm thành chân tâm, chân tâm tức là tánh Như Lai tạng, tức cũng là Đại Quang Minh tạng. Tùy theo các chúng sinh nghiệp báo khác nhau, tâm ưa thích khác nhau, các căn đều khác nhau mà thị hiện thân Phật. Như Lai luôn dùng vô số chúng sinh mà vì họ sở duyên, để vì họ nói thế gian đều do duyên khởi. Biết các pháp tướng thầy đều vô tướng, chỉ là một tướng gốc của trí huệ, muốn khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự chấp trước các tướng, nên thể hiện tất cả tánh và tướng của thế gian mà hành nơi thế gian, vì họ khai thị vô thượng bồ đề. Tùy thuận nghiệp báo khác nhau của chúng sinh, tâm ưa thích khác nhau, các căn khác nhau mà thể hiện thân Phật. Phật thường dùng vô số chúng sinh vì sở duyên, cho nên thường muốn độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Vì chúng sinh nói tất cả pháp thế gian đều từ đạo lý duyên khởi, do đó duyên sinh vô tánh. Phật biết tất cả pháp là vô tướng, nhưng vì chúng sinh có tâm phân biệt cho nên có pháp tướng. Kỳ thật rốt ráo là vô tướng, mà vô tướng này là gốc rễ của trí huệ. Vì tất cả pháp đều từ trí huệ sinh ra, trí huệ là như thế nào là vô tướng, cho nên nói chỉ là một tướng gốc của trí huệ. Trong Đại Trí Độ Luận có nói: pháp do nhân duyên sinh, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Đây là nói rõ đạo lý duyên khởi. Chư Phật Bồ Tát muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi sự chấp trước tất cả các tướng, cho nên thể hiện tánh và tướng của tất cả thế gian, mà đến thế gian giáo hóa chúng sinh, vì hết thảy chúng sinh mà khai thị giác đạo vô thượng. Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, nên xuất hiện nơi thế gian, khai thị Phật đạo, khiến cho họ được thấy thân tướng của Như Lai, phản duyên nghĩ nhớ, siêng năng tu tập để diệt trừ tướng phiền não của thế gian, tu hạnh bồ đề, tâm chẳng tán loạn, lay động, nơi môn đại thừa đều đắc được viên mãn, thành tựu nghĩa lợi của tất cả chư Phật. Chư Phật Bồ Tát vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh cho nên xuất hiện nơi thế gian, khai thị chánh đạo của chư Phật tu hành, tức cũng là khiến cho chúng sinh thành tựu Phật đạo, khiến cho chúng sinh thấy được 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Phật, bèn sinh ra tâm phàm duyên, nghĩ nhớ thân tướng tốt trang nghiêm của Như Lai, mà siêng năng tu tập để diệt trừ tướng tất cả phiền não của thế gian, chuyên tâm tu tập hạnh bồ đề, tâm chẳng tán loạn dao động, thời thời ở trong định. Đối với pháp môn đại thừa, thầy đều tu tập viên mãn, thành tựu nghĩa lợi của 10 phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là đắc được quả bồ đề viên mãn. Đều có thể quan sát căn lành của chúng sinh mà không hoại diệt nghiệp báo thành tịnh, trí huệ thấu rõ vào khắp ba đời. Chư Phật Bồ Tát có thể quan sát căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho nghiệp báo thanh tịnh của tất cả chúng sinh đều được thành tựu. Chúng sinh có trí huệ chân chánh, thấu rõ tất cả Phật Pháp sẽ vào khắp ba đời, vĩnh viễn lìa khỏi sự phân biệt của tất cả thế gian, phóng lưới quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, chẳng có nơi nào mà không chiếu đến. Sắc thân tốt đẹp, ai thấy được cũng đều không nhàm. Dùng đại công đức trí huệ thần thông, sinh ra đủ thứ các hạnh Bồ Tát, các căn cảnh giới tự tại viên mãn, làm các Phật sự, làm xong liền chẳng còn nữa. Phật Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi tâm phân biệt tất cả thế gian, phóng lưới đại trí huệ quang minh, chiếu soi khắp mười phương tất cả thế giới, chẳng có nơi nào mà không sung mãn,
Sắc thân của Phật tốt đẹp trang nghiêm, tất cả chúng sinh thấy được sắc thân tốt đẹp này, mắt chiêm ngưỡng đều không tạm rời, chẳng có lúc nào nhàm chán, dùng đại công đức, đại trí huệ, đại thần thông, sinh ra đủ thứ, lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu, cảnh giới các căn đều tự tại, viên mãn, cho nên những việc làm đều làm tất cả mọi Phật sự. Làm xong Phật sự thì chẳng còn nữa, Bồ Tát chẳng chấp trước vào làm Phật sự, do đó làm mà không làm, hành mà không hành, cho nên mới nói làm xong chẳng còn nữa. Khéo hay khai thị nhất thiết trí đạo quá khứ hiện tại vị lai, vì các Bồ Tát khắp mưa vô lượng pháp vũ Đà La Ni, khiến cho họ phát khởi sự ước muốn vui thích rộng lớn mà thọ trì tu tập. Chư Phật Bồ Tát khéo dùng thiện xảo phương tiện để khai thị ngộ nhập, khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch đạo nhất thiết trí huệ quá khứ hiện tại và vị lai. Vì hết thảy Bồ Tát khắp mưa vô lượng pháp vũ Đà La Ni, khiến cho họ phát khởi tâm Bồ Đề rộng lớn, tu trì tâm Bồ Đề rộng lớn, dùng tâm Bồ Đề làm sự ưa thích, thọ trì pháp tổng trì này, tu tập pháp tổng trì này, thành tựu công đức của tất cả chư Phật, viên mãn mạnh mẽ, vô biên sắc đẹp trang nghiêm thân, tất cả thế gian chẳng có đâu mà không thấy, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại, nơi tất cả pháp nghĩa chân thật đã được thanh tịnh, nơi pháp công đức đắc được tự tại. Bồ Tát thành tựu công đức của tất cả chư Phật đã thành tựu, công đức cũng viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, quang minh cũng viên mãn, chẳng những viên mãn mà còn mạnh mẽ, tức cũng là quang minh chiếu khắp, có vô biên diệu sắc để trang nghiêm thân. Ở trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có ai mà không thấy thân tướng tốt trang nghiêm đó, và vĩnh viễn lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại. Gì là pháp chướng ngại? Nói đơn giản đó là tham sân si, mạn nghi, ác kiến, sáu thứ gốc rễ phiền não. Sáu thứ phiền não này hay nhiễu loạn tâm thanh tịnh của mình và kẻ khác, do đó phiền thân não tâm. Chúng ta tu đạo tu đến trình độ chẳng còn phiền não thì sẽ thoát khỏi ba cõi. Do đó, đừng sinh phiền não tâm chớ nghi, đều phải lo mình bớt lo người. Nhẫn nhiều chẳng phải bớt tranh lý, an nhiên thanh tịnh trí huệ sinh. Cũng chẳng có phiền não, cũng chẳng có hoài nghi, thường lo cho mình, đừng lo việc của người ta. Do đó, hay lo việc nhàn rỗi, tự chuốc lấy khổ não. Thường nhận rằng mình không phải, đừng tranh luận với người, lúc đó rất an nhiên, rất thanh tịnh, trí huệ sẽ hiện ra. Rõ tâm chẳng có việc ngại khó, thấy tánh chẳng có tâm sầu lo, Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp, lo nghĩ hận oán tầm loạn mê. Người thấy rõ tâm thì chẳng có việc chướng ngại khó khăn, người thấy tánh chẳng có tâm lo nghĩ sầu buồn. Quang minh của Phật chiếu khắp tất cả, giống như ánh sáng mặt trời. Mà tại sao chúng ta không thấy quang minh của Phật? Vì có sầu lo và oán hận, cho nên tầm loạn mê, do đó trí huệ quang minh không thể hiện tiền. Tôi thường nói, tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô vân. Nghĩa là tâm tịnh nước hiện trăng, ý lặng trời không mây. Tâm bình bách nạn tán, ý định vạn sự cát. Nghĩa là tâm bình trăm nạn tiêu tan, ý định vạn sự cát tường. Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điển. Nghĩa là tâm niệm ngừng bặt giàu sang thật, dục niệm rất sạch ruộng phước thật. Một thời thanh tịnh, một thời tại núi Linh Sơn. Thời thời thanh tịnh, thời thời tại núi Linh Sơn. Một niệm không sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Nghĩa là một niệm không sinh toàn thể hiện ra, sáu căn dao động bị mây che lấp. Những câu này đều là châm ngôn. Đối với tất cả đạo lý pháp chân thật đã đắc được thanh tịnh, tức cũng là đã minh bạch bản thể của pháp là vắng lặng thanh tịnh, cho nên chẳng có sự chấp trước. Bồ Tát thì tức tướng lìa tướng, tức pháp phi pháp, chẳng có sự chấp trước, cho nên thanh tịnh. Nếu có những sự chấp trước thì chẳng đắc được thanh tịnh. Đối với pháp công đức lành tu hành của mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều đắc được tự tại viên mãn. Làm đại pháp vương như mặt trời chiếu khắp, làm dụng phước thế gian đủ đại oai đức, nơi tất cả thế gian khắp hiện hóa thân, phóng quang minh trí huệ, đều khiến cho họ khai ngộ. Muốn khiến cho chúng sinh biết Phật đầy đủ vô biên công đức, dùng tư lượng vô ngại, vấn đảnh thọ ngôi. Tùy thuận thế gian, phương tiện khai đạo, dùng tay trí huệ, an ủi chúng sinh, làm đại y vương, khéo chữa các bệnh.
Đức Phật làm Đại Pháp Vương giống như mặt trời chiếu khắp đại địa vạn vật, làm ruộng phước của thế gian, đầy đủ đại oai đức, đối với tất cả chúng sinh phát tâm từ bi, cho nên tại tất cả thế gian khắp hiện hóa thân, phóng quang minh trí huệ, chiếu phá đen tối, khiến cho chúng sinh được quang minh của Phật chiếu đến liền được khai ngộ. Muốn khiến cho chúng sinh biết Phật có đầy đủ vô biên công đức, dùng vài tơ lụa vô ngại, vấn trên đảnh thọ ngôi Pháp Vương, tùy thuận Pháp thế gian, phương tiện để khai đạo chúng sinh, dùng tay trí huệ để xoa đảnh đầu chúng sinh, dùng tiếng nói từ bi để an ủi tâm chúng sinh, làm đại y vương chữa trị tất cả bệnh tật của chúng sinh. Vì chúng sinh có 84.000 bệnh phiền não, cho nên Phật dùng 84.000 pháp môn để đối trị. Tam bảo là ruộng phước của chúng sinh. Tại sao phải cúng dường tam bảo? Vì muốn gieo trồng ruộng phước. Nhưng một số người không nhận thức được chân tướng, chẳng minh bạch chân lý, cho nên chẳng muốn gieo trồng ruộng phước trước tam bảo. Có người ở trước tam bảo cầu xin phước báu, hy vọng có điều gì linh cảm, hy vọng có cảnh giới gì đó. Những tư tưởng này là sai lầm. Có người ở trước tam bảo cầu xin con cái, cầu phát tài, cầu mạnh khỏe, cầu cát tường. Đây là không đúng. Vậy tại sao phải cúng dường tam bảo? Vì muốn tu phước, muốn tu huệ, phước huệ viên mãn thì sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử và sẽ không còn ở trong thế giới ta bà, chịu đủ thứ khổ nữa, có thể đến thế giới cực lạc, hưởng thọ sự sung sướng. Gieo trồng ruộng phước trước tam bảo, đừng có tâm phân biệt, rằng chỗ này có Phật chăng, có tăng chăng. Nếu có tâm phân biệt như thế thì chẳng có công đức, sẽ chẳng đắc được ruộng phước. Phải biết dòng bùn tuy không thể mưa xuống, cầu mưa phải cầu dòng bùn. Phàm tăng tuy không thể ban phước, trồng phước phải cầu nơi phàm tăng. Cho nên nói thánh hiền phước điển tăng, thành tâm cúng dường tam bảo, phước tự nhiên trồng xuống thì chắc chắn sẽ đắc được sự giàu sang mai sau. Cúng dường không chấp trước thì mới là thật cúng dường, nếu có sự xí đồ thì là giả cúng dường. Do đó tăng luân thể không thì công đức sẽ vô lượng. Tất cả thế gian vô lượng cõi nước, thầy đều đi đến chưa từng ngừng nghỉ, thanh tịnh huệ nhãn, lìa khỏi các chướng lòa, sẽ được thấy rõ. Chúng sinh làm nghiệp ác không thiện, có đủ thứ sự điều phục, khiến cho họ vào đạo, khéo nắm lấy thời cơ, không có ngừng nghỉ. Trong hết thảy tất cả thế gian, có vô lượng vô biển cõi nước, Bồ Tát thầy đều đi đến tất cả cõi nước, để giáo hóa chúng sinh, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn đã lìa khỏi tất cả chướng lòa, thầy đều thấy rõ tất cả tâm tánh của chúng sinh. Trong kinh Kim Cang có nói, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Đối với chúng sinh làm nghiệp ác chẳng thiện, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để điều phục những chúng sinh căng cường đó, khiến cho họ cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Bồ Tát khéo léo nắm lấy thời cơ, chẳng ngừng nghỉ để giáo hóa. Đối với chúng sinh nghiệp thiện thì khiến cho nghiệp thiện của họ tăng trưởng. Đối với chúng sinh nghiệp bất thiện thì khiến cho họ tài bổ nghiệp thiện, chẳng tạo nghiệp ác. Đối với chúng sinh chẳng thiện chẳng ác thì khiến cho họ biết gieo trồng cát lành, làm công đức nghiệp thiện. Vì chúng sinh nói pháp, lựa chọn thời cơ, chẳng để bỏ lỡ cơ hội. Tóm lại khi chúng sinh này được độ, đáng tiêu thọ pháp thì vì họ nói pháp. Do đó quán cơ đầu giáo vì người nói pháp. Người nào cơ duyên thành thục thì vì họ nói pháp. Người nào cơ duyên chưa thành thục thì đợi thời cơ sẽ vì họ nói pháp. Đây gọi là khéo nắm lấy thời cơ. Thời cơ tức là lúc nói pháp hợp thời. Do đó, thời nhiên hậu ngôn, lạc nhiên hậu tiếu, nghĩa nhiên hậu thủ. Nghĩa là đến lúc đáng nói mới nói, lúc vui vẻ sau đó mới cười. Việc hợp với nghĩa mới có thể lấy, nếu vật không hợp nghĩa thì tuyệt đối không lấy. Nếu các chúng sinh khởi tâm bình đẳng, tức là hóa hiện nghiệp báo bình đẳng, tùy theo tâm ưa thích của họ, tùy theo nghiệp quả của họ mà hiện thân Phật đủ thứ thần thông biến hóa, để vì họ nói pháp, khiến cho họ ngộ hiểu, đắc được phát trí huệ, tâm đại hoan hỷ, các căn hớn hở, thấy vô lượng Phật, khởi niềm tin thâm sâu, sinh ra các căn lành vĩnh viễn không thối chuyển. Giả sử tất cả chúng sinh sinh khởi tâm bình đẳng, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm thương ghét, chẳng có tâm thân sơ, chẳng có tâm cao thấp, đều là tâm bình đẳng, tức là hóa hiện nghiệp báo bình đẳng. Tùy thuận việc chúng sinh ưa thích, tùy thuận nghiệp của chúng sinh tạo ra, tùy thuận báo của chúng sinh thọ mà thị hiện thần Phật, dùng đủ thứ thần thông biến hóa mà vì họ nói pháp,
khiến cho họ khai ngộ đắc được Phật pháp, trí huệ giải thoát, thấu rõ tất cả rồi, thì tâm sinh đại hoan hỷ, tứ chi hớn hở nhảy nhót, do đó tình chẳng tự chủ, tay múa chân nhảy. Lại thấy được mười phương ba đời tất cả vô lượng chư Phật, sinh khởi tâm tin thâm sâu, sinh trưởng tất cả căn lành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, dũng mãnh tinh tấn tiến về trước. Tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp ràng buộc ngủ mãi trong sinh tử, Như Lai ra đời giác ngộ cho họ, an ủi tâm của họ, khiến cho họ không lo sợ. Nếu người thấy được Như Lai, đều khiến cho họ chứng nhập trí vô ý nghĩa, trí huệ thiện xảo thông đạt cảnh giới, trải nghiệm tốt đẹp, không gì chói sáng lớn được. Núi trí huệ, mầm pháp đều đã thành tịnh, hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, khiến cho các chúng sinh đến nơi không hoạn nạn, vô số công đức trang nghiêm, nghiệp hạnh thành tựu hiện nơi thế gian, tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh, thầy đều dùng tất cả trí nghiệp để thành tựu. Hết thầy tất cả chúng sinh đều khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, khởi hoặc tức là một niệm vô minh, vì không minh bạch cho nên mê hoặc, vì mê hoặc cho nên tạo ra nghiệp điên đảo. Có nghiệp điên đảo thì phải thọ quả báo ở trong luân hồi sinh tử. Do đó, trồng thiện kết quả thiện, trồng ác kết quả ác. Nếu nhân không thiện không ác thì đương nhiên sẽ kết quả không thiện không ác. Đây là định luật từ ngàn xưa không thay đổi. Cho nên tất cả chúng sinh do nghiệp ràng buộc, bị nghiệp vây khốn, nghiệp do mình tạo và chính mình phải thọ quả báo, luân chuyển ở trong luân hồi, giống như ngủ ở trong luân hồi, thủy chung mê mộng không tỉnh, không thể chấm dứt sinh tử. Do đó, danh lợi việc nhỏ người người ham, sinh tử việc lớn chẳng ai màng. Con người đối với việc lớn sinh tử chẳng thấu hiểu, cứu kính sinh ra như thế nào, chết rồi sẽ đi về đâu, chẳng ai nghiên cứu. Cứu kính từ đâu đến, sẽ đi về đâu, chẳng biết. Con người đều là hồ đồ sinh ra, hồ đồ chết đi. Do đó túy sinh mộng tử, nghĩa là sinh say chết mộng. Khi sinh thì giống như say rượu, khi chết thì giống như xuân mộng. Suốt ngày hồ đồ điên đảo, vô dụng giống như người chết sống lại. Phật quán sát tất cả nhân duyên mới xuất hiện ra thế gian. Phật là ứng duyên của chúng sinh mà xuất hiện ra đời, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề, bỏ mê về với giác ngộ, chấm dứt sinh tử, dùng lời tốt an ủi chúng sinh, khiến cho họ không sầu lo sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng. Nếu có chúng sinh gặp được Phật đều có thể chứng nhập trí huệ vô ý nghĩa, tức cũng là bốn trí: thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Có trí huệ rồi sẽ sử dụng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Có trí huệ như biển thì mới có thể giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát, khiến cho họ thấu hiểu cảnh giới, nhận thức cảnh giới rồi thì sẽ chẳng bị cảnh giới lay chuyển, chẳng bị cảnh giới mê hoặc. Do đó người chuyển được cảnh giới không chuyển được người. Tất cả cảnh giới hiện tiền nếu như như chẳng động rõ ràng sáng suốt thì sẽ chuyển được cảnh giới. Thần Phật thanh tịnh trang nghiêm, quang minh tốt đẹp, chẳng có gì trang nghiêm tốt đẹp hơn được, cho nên không có gì chói sáng lớn được. Núi trí huệ, mầm diệu pháp đều đã thành tịnh viên mãn. Hoặc hiện thân Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, hoặc hiện thân Phật vì chúng sinh nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều chẳng có chỗ hoạn nạn, tức cũng là phá tan vô minh hiển phá tánh, đây tức là nơi không hoạn nạn, tóm lại chấm dứt sinh tử, tức là nơi không hoạn nạn, nơi chẳng có hoạn nạn, tức là thế giới cực lạc. Phật dùng vô lượng công đức tu hành cùng nhau để trang nghiêm thế giới này, vì tu nghiệp hạnh thành tựu mới xuất hiện nơi thế gian. Dùng sự trang nghiêm của tất cả chư Phật để tự trang nghiêm cho chính mình. Dùng sự thanh tịnh của tất cả chư Phật để thanh tịnh cho chính mình. Sự trang nghiêm thanh tịnh này đều do nhất thiết trí nghiệp tu hành thuở xưa thành tựu. Thường giữ nguyện xưa chẳng xả bỏ thế gian, làm bạn lành kiên cố của các chúng sinh, thanh tịnh bậc nhất, lìa cấu quang minh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được hiện thấy. Bồ Tát thường giữ nguyện xưa chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh thế gian, nguyện làm bạn lành kiên cố của tất cả chúng sinh, dùng nguyện lực trí thành khẩn thiết để giáo hóa bạn bè chúng sinh kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được viên mãn diệu quả bồ đề, có thể phá được một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, đây tức là thanh tịnh bậc nhất. Thanh tịnh bậc nhất là chứng được quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, như vậy sẽ lìa khỏi kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc,
Đây tức là lìa cấu. Lìa khỏi trần cấu thì trí huệ quang minh tự nhiên sẽ hiện tiền. Quang minh chiếu khắp, khiến cho chúng sinh có cảnh giới cảm ứng đạo giao đều đắc được hiện thấy. Chúng sinh trong sáu nẻo, vô lượng vô biên. Phật dùng thần lực thường tùy theo không xả bỏ. Nếu có người thuở xưa cùng gieo trồng cát lành thì đều khiến cho họ thanh tịnh. Mà nơi tất cả chúng sinh trong sáu nẻo không xả bỏ nguyện xưa, chẳng khi dối, thảy đều dùng pháp lành, phương tiện nhiếp lấy khiến cho họ tu tập nghiệp thanh tịnh, phá tan sự đấu tranh của tất cả các ma. Chúng sinh ở trong sáu nẻo có nhiều vô lượng vô biên. Chúng sinh giống như hạt bụi, lúc trên trời, lúc ở dưới đất, lúc là súc sinh, lúc là ngạ quỷ, lúc là Atula, lúc là người. Trong sáu nẻo luân hồi cùng nhau biến hóa, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Phật dùng sức thần thông luôn luôn tùy theo chúng sinh trong sáu nẻo mà chẳng xả bỏ, thị hiện thân họ để giáo hóa chúng sinh. Giả sử thuở xưa có người cùng nhau phát tâm, cùng nhau gieo trồng cát lành, đều khiến cho cát lành tăng trưởng chín mùi, giải thoát, sau đó thanh tịnh. Mà đối với tất cả chúng sinh trong sáu nẻo chẳng xả bỏ nguyện xưa, đối với chúng sinh không khỉ dối, dùng lời chân thật để giáo hóa chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để nhiếp lấy, khiến cho hết thảy chúng sinh tu tập nghiệp thanh tịnh, sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, khiến cho nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, thân chẳng giết hại, trộm cắp, tà dâm ba nghiệp ác, miệng không nói dối, nói thêu rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng bốn nghiệp ác, ý không tham sân si ba nghiệp ác. Nếu dứt trừ 10 điều ác, tức là tu 10 điều lành. Giới định huệ ba học vô lậu, khi tu hành viên mãn thì sẽ hàng phục được sự đấu tranh của tất cả các ma, phá hoại được sự đấu tranh của tất cả các ma. Ma là gì? Phạm là đối với cảnh giới không nhận thức được đều gọi là ma. Ma có nhiều thứ, một lối nói gồm có thiền ma, địa ma, người ma, quỷ ma, thần ma, phiền não ma, chúng sinh ma, bệnh ma, tâm ma, vân vân. Ma khó phá nhất tức là phiền não ma và tâm ma. Nếu chẳng có trí huệ chân chánh thì không thể phá được những thứ ma này. Việc ma hoàn hỷ nhất là đấu tranh, do đó chỉ sợ thiên hạ chẳng loạn, thế giới càng tệ hại thì càng loạn, mà sẽ rất vui mừng. Tại sao? Vì tâm lý đố kỵ chướng ngại ta quái. Phàm là ai có tư tưởng như thế tức là ma, mà chẳng có tâm từ bi, bất cứ ai đều cũng muốn tranh luận, lấy sự đấu tranh làm sự nghiệp. Hiện tại là thời đại mạt pháp, là thời kỳ đấu tranh kiên cố, ai ai cũng thích đấu tranh, mà cũng hoan hỉ đấu tranh. Atula trên trời, Atula ở nhân gian, Atula trong loài súc sinh, Atula trong loài ngạ quỷ, chúng suốt ngày tới tối đều đấu tranh. Cho nên Atula thuộc về các loài ma. Nói đơn giản, phàm là kẻ ưa thích đấu tranh tức là Atula. Atula trên trời, vì có phước trời mà chẳng có đức trời, cho nên thường đấu tranh với trời đế thích để tranh giành ngôi thiên chủ. Atula ở nhân gian thì tranh danh đoạt lợi, Atula trong loài súc sinh thì uy hiếp kẻ yếu. Do đó ngựa hại bầy biểu thị tác phong của loài Atula. Atula trong loài ngạ quỷ thì ưa thích giành thức ăn, ích kỷ lợi mình, chẳng có đạo nghĩa. Tóm lại, chướng ngại sự tự do của kẻ khác đều là Atula. Sự nóng giận của Atula lớn nhất, phiền não nhiều nhất. Vì vậy cho nên tướng mạo của Atula rất xấu xí vô cùng. Nam Atula rất xấu xí, nhưng nữ Atula rất đẹp. Xấu xí đại biểu cho phiền não, nóng giận. Con người bây giờ tại sao vẫn còn đấu tranh, vẫn thích đấu tranh? Vì Atula đang làm sóng, làm gió, chỉ dẫn đấu tranh, chỉ huy đấu tranh. Phàm là những người tham gia đấu tranh đều là hóa thân của Atula. Từ nơi vô ngại sinh ra sức lực rộng lớn, nhờ tạng tối thắng chẳng có chướng ngại. Nơi tịnh tâm giới hiện ra hình bóng, tất cả thế gian thầy đều thấy được. Dùng đủ thứ pháp rộng bố thí cho chúng sinh, Phật là tạng vô biên quang minh, các lực trí huệ thầy đều viên mãn, luôn dùng đại quang minh chiếu khắp chúng sinh, tùy theo nguyện của họ đều khiến cho họ được đầy đủ, để khỏi các oán địch. Từ nơi viên dùng vô ngại sinh ra sức lực trí huệ rộng lớn, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo. Thứ trí huệ này thù thắng nhất, giống như ánh sáng mặt trời, phá tan tất cả đen tối, chẳng có mọi sự chướng ngại. Trong thanh tịnh tâm giới hiện ra tất cả hình bóng. Do đó, Phật như thanh lương nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Hết thảy tất cả chúng sinh thế gian đều nhìn thấy được Phật,
và dùng đủ thứ pháp môn phương tiện rộng bố thí cho chúng sinh. Do đó, trong các sự bố thí pháp là hơn hết, dùng pháp bố thí công đức lớn nhất. Chúng sinh y theo pháp tu hành, tương lai sẽ thành tựu quả Phật. Pháp tức là mẫu thể của chư Phật. Tất cả chư Phật đều từ trong pháp sinh ra. Có người khởi vọng tưởng, pháp là Phật nói, Phật y Phật pháp để tu hành. Vậy trước hết có Phật hay là trước hết có pháp? Nếu nói trước hết có Phật, chẳng có ai nói pháp, làm sao Phật y pháp tu hành, làm sao có thể thành Phật? Nếu nói trước hết có pháp, vậy pháp từ đâu đến? Pháp là do Phật nói, nếu chẳng có Phật nói, làm thế nào có pháp? Nghiên cứu như vậy thì có nhiều vấn đề. Có thể hỏi một câu, trước có gà hay trước có trứng? Nếu chẳng có gà, gà là từ trong trứng nở ra, chẳng có trứng, làm sao có gà? Nếu nói trước hết có trứng, sau có gà, trứng là do gà đẻ ra, chẳng có gà làm sao có trứng? Đạo lý như thế nói không hết được. Phật là tạng quang minh vô lượng, có trí huệ mười lực, đều tu hành được thanh tịnh viên mãn, thường dùng đại trí huệ quang minh chiếu soi khắp chúng sinh. Tùy thuận nguyện lực của chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ tại tâm như ý, lìa khỏi tất cả oán địch. Người tu đạo phải lấy đức báo oán, hóa kẻ địch làm bạn, đừng có kẻ oán hận. Có người đối với mình không tốt thì mình càng đối với họ tốt. Dùng đạo để khuyến hóa họ, dùng đức để cảm hóa họ. Không thể dùng thế lực để đàn áp người, không thể dùng vũ lực để uy hiếp người. Mạnh Tử có nói, kẻ dùng lực đối đãi người, tâm họ chẳng phục vậy, lực chẳng cấp giúp vậy. Kẻ dùng đức đối đãi người, trong tâm vui mà thành phục vậy. Đây tức là lìa khỏi oán địch. Đối với bất cứ ai đừng có thù địch, dùng đức để cảm hóa họ, đừng dùng thế lực để đàn áp. Nếu dùng lực để chinh phục người, đó là khẩu phục mà tâm chẳng phục, giống như nước lớn dùng quân lực để chinh phục nước nhỏ. Tuy nhiên nước nhỏ đầu hàng, nhưng tâm chẳng đầu hàng, đó là tình hình bất đắc dĩ, mới đầu hàng xưng thần. Đợi đến lúc có cơ hội phản công thì họ nhất định sẽ phục thù. Song nếu dùng đức để đối đãi người thì khiến cho đối phương khẩu phục, tâm phục, khẩn thiết sùng bái bạn, chân thành bội phục bạn. Là phước điền tối thượng, tất cả chúng sinh cùng nhau nương nhờ, phàm là có sự bố thí đều khiến cho thanh tịnh, tu chút hạnh lành, thọ vô lượng phước, đều khiến cho được vào vô tận trí địa, là chủ của tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành, tâm tịnh, là dụng tốt tối thượng của tất cả chúng sinh phát sinh phước đức, trí huệ thâm sâu, phương tiện khéo léo, hay cứu tất cả khổ ba đường ác. Bồ Tát là dụng phước tối thượng của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh có đại trí huệ, sinh đại căn lành, phát tâm Bồ Đề thành vô thượng đạo, hết thảy chúng sinh ngưỡng vọng Bồ Tát làm chỗ nương nhờ, tức cũng là người bảo hộ. Tất cả chúng sinh phàm có sự bố thí đều khiến cho thanh tịnh, dù bố thí nhỏ như một sợi lông cũng sẽ gieo trồng vô lượng căn lành. Khi bố thí chẳng những là tài thí và pháp thí, mà còn có tinh thần vô ý thí. Khi người gặp lúc hoảng sợ bối rối, phải dùng lời lẽ để an ủi, để khai đạo, khiến cho họ chẳng sợ hãi, thậm chí dùng hành động để giải quyết sự khó khăn của họ. Tóm lại, cứu họ liều khổ được vui, tình nguyện hy sinh chính mình, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Đó mới là hành vi thực hành Bồ Tát Đạo. Khi Phật còn ở đời, có lão già 88 tuổi cảm thấy đời người vô thường, muốn xuất gia tu hành. Do đó bèn đến Tịnh Xá Kỳ Viên xin Phật cho ông ta xuống tóc xuất gia thụ làm đệ tử. Lúc ấy Phật chẳng có ở Tịnh Xá, đi ra ngoài hoằng pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất, trí huệ bậc nhất là thượng tòa tiếp đãi ông lão già đó. Hỏi rõ ý định đến, bèn ở trong định quan sát nhân duyên của vị lão già đó. Trong 8 vạn đại kiếp tìm không ra tơ hào căn lành của vị lão già nọ. Ông ta cũng chẳng có công đức bố thí, cho nên chẳng có tư cách làm tỳ kheo. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn nói với ông lão, ông không thể xuất gia vì thuở xưa ông chưa gieo trồng căn lành nào, chưa từng bố thí, xin ông hãy trở về. Ông già nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói chẳng cho mình xuất gia thì rất là thất vọng, đi ra khỏi Tịnh Xá. Cổ đức đã từng nói, mạc đạo xuất gia dung dịch đắc gia nhân lũy thế trùng bổ đề, nghĩa là xuất gia chẳng phải việc dễ dàng, đều do nhiều đời gieo giống bổ đề. Do thuở xưa nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo trồng căn lành mới có cơ hội xuất gia tu đạo, bằng không dù có tâm xuất gia cũng chẳng tìm đến cửa chùa. Do đó
chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng. Hôm nay các vị có thể học Phật Pháp là do tuổi xưa đã gieo trồng căn lành lớn mới có hoàn cảnh này. Để nghe Pháp lớn Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, người chẳng có căn lành thì dù tên của bộ kinh này cũng chẳng được nghe, làm gì nói đến nghiên cứu. Hy vọng các vị tụ tinh hội thần để nghe kinh, chuyên tâm để nghiên cứu, đây là cơ hội khó gặp được. Không thể vào núi báu mà tay không ra về, cuối cùng chẳng được gì hết, thật là đáng tiếc. Vị lão già đó cúi đầu buồn bã đi ra khỏi tịnh xá, vừa đi vừa nghĩ. Mình là kẻ lão già nghèo khổ, không có con cái, độc thân một mình, đời sống khốn khổ, từ nay về sau sinh sống như thế nào? Cảm thấy tiền đồ thật là hoang mang, chẳng có chỗ nương tựa tá túc. Ông ta đã đi đến đường cùng, bèn khởi lên ý niệm muốn tự tử. Do đó đi đến bên vực thẳm, quyết tâm nhảy xuống sông tự tử. Lúc đang nhảy xuống sông thì cảm thấy có người vịn vai lại, quay đầu lại nhìn là vị tỳ kheo già, bèn hỏi: "Tại sao ông kéo tôi lại, cản trở tôi quyên sinh?" Vị tỳ kheo già hỏi: "Tại sao ông muốn nhảy xuống sông, có phải có vấn đề không thể giải quyết được chăng?" Lão già đáp: "Tôi muốn xuất gia tu đạo, vừa mới đến chỗ Đức Phật xin Phật từ bi thu nhận tôi làm đệ tử, bất hạnh Phật không có ở tịnh xá, có vị tỳ kheo lớn chẳng thu nạp tôi, nói tôi trong 8 vạn đại kiếp chẳng gieo trồng căn lành gì, cho nên tôi cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng tự tử cho xong." Vị tỳ kheo già nói: "Ông muốn xuất gia thì hãy theo tôi đi xuất gia." Lão già nói: "Ngài là ai?" Lão tỳ kheo nói: "Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni." Lão già nghe nói rất là vui mừng, hướng về Đức Phật đành lễ, theo Phật về tịnh xá. Phật liền cử hành lễ xuống tóc xuất gia, trong miệng nói: "Thiện lai tỳ kheo, đầu tóc tự dụng, mặc áo cà sa." Nói xong rồi, lão già bèn hiện tướng tỳ kheo. Phật vì ông ta nói pháp khai thị một phen, lão già nghe pháp khai ngộ, liền chứng được sơ quả. Các vị tỳ kheo lớn tại đạo tràng đều sinh ra hoài nghi trong tâm nghĩ: "Vị lão già này vốn chẳng có căn lành, tại sao Phật cho ông ta xuất gia, còn vì ông ta nói pháp mà chứng được sơ quả, đây là nhân duyên gì?" Tôn giả Xá Lợi Phất bèn thỉnh Phật khai thị: "Đức Thế Tôn, vị lão già này có căn lành gì mà được xuất gia, lại chứng được sơ quả? Con đối với nhân quả này thật không rõ, xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị cho con được rõ." Phật bèn nói: "Xá Lợi Phất, con chỉ quán sát được nhân duyên trong 8 vạn đại kiếp, mà không thể quán được nhân duyên ngoài 8 vạn đại kiếp, cho nên con không biết nhân duyên của vị lão già này." Phật rất hòa mục tươi cười, nói nhân duyên xuất gia của vị lão già này: "Cách đây khoảng 9 vạn đại kiếp, ông ta là một người tiểu phu đốn củi, ngày ngày lên núi hái củi, gánh ra chợ bán, đổi gạo về ăn để duy trì đời sống của gia đình. Một ngày nọ, đang lúc đi hái củi thì gặp một con cọp dữ nhè nanh múa vuốt chạy về phía ông ta, muốn ăn thịt ông ta. Vị tiểu phu đó trong lúc nguy hiểm bèn trèo lên trên cây, nhưng cọp chẳng chịu buông tha, dùng nanh vuốt cắn cào thân cây khiến cho cây muốn ngã. Vị tiểu phu ở trên cây rất hoảng sợ, bèn thốt lên: "Nam mô Phật." Cọp dữ nghe giống như tiếng sấm bèn bỏ chạy đi xa. Vị tiểu phu thoát hiểm, mạng sống được an toàn. Tuổi xưa chỉ niệm một tiếng Phật mà đời này có căn lành được xuất gia. Tôn giả Xá Lợi Phất và các vị tỳ kheo nghe Phật khai thị không nói gì mà lui đi. Tại sao hôm nay mùng 1 tháng 5 năm 1976 tôi nói câu chuyện này? Vì đã mấy ngày qua, tức là ngày mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản, tại chùa Kim Sơn, viện dịch kinh San Francisco, có vị lão cư sĩ họ Ngô muốn xuất gia, đã lựa chọn ngày này cho xuất gia. Vị lão cư sĩ này trong 8 vạn đại kiếp đã từng gieo trồng căn lành, đời này nhân duyên chín mùi nên thành tựu nguyện vọng. Chỉ cần niệm một câu Nam Mô Phật thì có vô lượng công đức gieo xuống nhân duyên xuất gia. Xuất gia thì thanh tịnh, cho nên nói thanh tịnh phước điển tăng. Xuất gia rồi, dù tu hạnh lành rất nhỏ nhưng có vô lượng phước báu, sẽ đắc được vô lượng trí địa. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sinh rộng gieo trồng căn lành, trở thành chủ của tịnh tâm, tức cũng là thành Phật. Phật Bồ Tát là ruộng phước tốt tối thượng của chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh chẳng có phước đức, phát sinh phước đức, gieo trồng phước đức, tăng trưởng phước đức, đắc được ruộng phước tốt. Phật Bồ Tát đều đắc được trí huệ thâm sâu, hay sử dụng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, hay cứu tất cả chúng sinh trong 3 đường ác, thoát khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Chúng sinh trong 3 đường ác,
Vì tham sân si quá nặng cho nên đọa lạc vào trong ba đường ác thọ khổ. Dùng phương pháp gì cứu họ điều khổ, khiến cho họ được an vui? Chỉ có một phương pháp, đó là khiến cho họ tin ngưỡng Phật Pháp, sinh tụ pháp môn giới định huệ. Chúng sinh có tâm tham thì không còn tham nữa, chúng sinh có tâm sân thì không còn sân nữa, chúng sinh có tâm si thì không còn si nữa. Không tham, không sân, không si là biện pháp tốt nhất để được khỏi ba đường ác. Ở trong ba đường ác, mỗi đường ác có vô lượng vô biên chúng sinh, mỗi chúng sinh đều có vô số vô tận tội nghiệp. Phật Bồ Tát từ bi, vì tất cả chúng sinh thọ khổ mà nói pháp, một mặt cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, một mặt tiêu diệt tội chướng của tất cả chúng sinh. Nghiệp chướng tiêu diệt thì khổ sẽ chấm dứt, khổ ba đường ác tiêu sạch thì liệt khổ được vui. Tu đạo phải sinh tu giới định huệ, tu đến lúc viên mãn thì tự nhiên sẽ tiêu diệt tham sân si. Tham sân si không khởi tác dụng thì tự nhiên sẽ giải thoát. Giải thoát tức là mục tiêu tiến tới của sự tu đạo. Tin hiểu như vậy, quán sát như vậy và trí huệ thâm sâu như vậy, ngao du nơi biển công đức như vậy, đến khắp nơi trí huệ hư không như vậy, biết phước điển của chúng sinh như vậy, chánh niệm hiện tiền quán sát như vậy, quán các nghiệp tướng tốt của Phật như vậy, quán sự hiện khắp thế gian của Phật như vậy, quán thần thông tự tại của Phật như vậy. Đạo lý ở trên vừa nói là nên tin như vậy, nên hiểu như vậy. Cảnh giới ở trên vừa nói là nên quán sát như vậy, nên tin thọ như vậy. Nếu như có thể y pháp tu hành thì sẽ chứng nhập được trí huệ thâm sâu. Nếu có thể y chiếu pháp, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng để tu vạn hạnh thì sẽ có thể ngao du nơi biển cả công đức. Hay tu hành như vậy thì chẳng có mọi sự chấp trước, phá trừ tất cả sự chấp trước, như có thể liễu ngộ tự tánh giống như hư không thì chứng được trí huệ hư không, chẳng có tham sân si phiền não. Quán sát như vậy thì sẽ biết được làm thế nào khiến cho chúng sinh gieo trồng phước điển, làm thế nào khiến cho chúng sinh tăng thêm phước điển. Quán sát như vậy phải có chánh tri chánh kiến, không tồn tại tà tri tà kiến, lúc đó chánh niệm sẽ hiện tiền, có thể quan sát tất cả đạo lý. Do đó, người chánh tu pháp tà, pháp tà cũng thành chánh; người tà tu pháp chánh cũng thành tà. Chánh pháp hiện tiền thì tà pháp tiêu diệt, tà pháp hiện tiền thì chánh pháp ẩn mất, cho nên chánh tà không đứng cả hai. Thế nào là chánh? Tức là chẳng có tham. Thế nào là tà? Tức là có tham. Tóm lại, phạm là có sự mong cầu, tức là bất chánh, chẳng có tâm phan duyên, tức là chánh. Dùng chánh niệm để quan sát tất cả nhân quả, tất cả nghiệp báo đều có tuần hoàn báo ứng. Do đó nhân thế nào thì quả thế ấy, tự hảo không sai, thiền cổ không thay đổi. Người học Phật trước hết phải tin sâu nhân quả, đừng có bắt không nhân quả, càng không thể bán tín bán nghi. Tư tưởng như vậy thì không thể được, cũng giống như đá cột chân sự tu đạo, không cẩn thận thì sẽ bị trở ngại giữa chừng, không dễ gì bỏ lên được, thối lùi tâm tu đạo, tức là dậm chân tại chỗ, cũng lãng phí mất rất nhiều thời gian. Nếu có lối nghĩ như thế thì hãy mau phát tâm rộng lớn, vượt qua đầu xào, bằng không thì sẽ cách Phật đạo 108.000 dặm. Quán sát tất cả nghiệp của chư Phật như vậy đều là thanh tịnh, tướng tốt trang nghiêm. Quán sát pháp thân của chư Phật như vậy là tận hư không khắp pháp giới, tức cũng là đầy khắp tất cả mọi nơi. Quán sát thần thông của chư Phật như vậy, tự tại diệu dụng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mình bạch đạo lý này rồi sẽ sinh tu lục độ vạn hạnh, siêng hành Bồ Tát đạo, tương lai công đức viên mãn thì chắc chắn sẽ thành Phật. Bấy giờ đại chúng đó thấy mỗi lỗ chân lồng của Như Lai đều phóng ra 100.000 ước na do tha a tăng kỳ quang minh, mỗi quang minh có a tăng kỳ màu sắc, a tăng kỳ sự thanh tịnh, a tăng kỳ sự chiếu sáng, khiến cho a tăng kỳ chúng sinh quán sát, a tăng kỳ chúng sinh hoan hỷ, a tăng kỳ chúng sinh tin sâu tăng trưởng, a tăng kỳ chúng sinh ý chí ưa thích thành tịnh, a tăng kỳ chúng sinh các căn mát mẻ, a tăng kỳ chúng sinh cung kính tôn trọng. Lúc đó pháp hội Hoa Nghiêm tại điện bảo trang nghiêm ở cung trời Đâu Xuất, hết thảy đại chúng Bồ Tát, Thiên Vương, Thiên Tử, Thiên Nữ, Thiên Chúng đều thấy trong mũi trần lồng trần thần của Đức Phật Thích Ca phóng ra 100.000 ước na do tha a tăng kỳ vô lượng số quang minh. Trong mỗi thứ quang minh lại có vô lượng số màu sắc, vô lượng số sự thanh tịnh, vô lượng số chiếu sáng đầy khắp pháp giới, khiến cho vô lượng số chúng sinh đều quan sát quang minh đó,
khiến cho vô lượng số chúng sinh đều đại hoan hỷ tin thọ phụng hành, khiến cho vô lượng số chúng sinh đều đại khoái lạc y pháp tu hành, khiến cho vô lượng số chúng sinh tâm tin tăng trưởng, từ không tin mà tin, từ tin mà tin sâu, khiến cho vô lượng số chúng sinh trí nguyện tu hành hạnh thành tịnh, thành tựu quả thành tịnh, đắc được trí huệ thanh tịnh, khiến cho vô lượng số chúng sinh sáu căn thanh tịnh, đắc được tự tại mát mẻ, khiến cho vô lượng số chúng sinh sinh tâm cung kính Đức Phật, sinh tâm tôn trọng Pháp. Ba nghiệp thanh tịnh tức là cung kính tôn trọng. Bấy giờ đại chúng đều thấy thần Phật phóng ra trong ngàn ước na do tha bất tư nghỉ đại quang minh. Mỗi quang minh đều có nhiều màu sắc không nghĩ bàn, nhiều quang minh không nghĩ bàn, chiếu đến vô biên pháp giới không nghĩ bàn. Lúc đó đại chúng trong pháp hội đều thấy được trên thân tướng tốt trang nghiêm của Đức Phật phóng ra trăm ngàn ước na do tha đại quang minh không nghĩ bàn. Trong mỗi luồng quang minh đều có nhiều màu sắc không thể nghĩ bàn, lại có nhiều quang minh không thể nghĩ bàn. Quang minh đó chiếu khắp vô biên pháp giới không thể nghĩ bàn, tức cũng là tận hư không biến pháp giới, chiếu khắp mọi nơi. Do thần lực của Phật vang ra âm thanh lớn vi diệu, âm thanh đó diễn sướng trong ngàn ước na do tha bài kệ không thể nghĩ bàn, vượt hơn hết thảy lời lẽ của các thế gian do tu căn lành xuất thế gian mà thành tựu. Nhờ sức thần thông biến hóa của Đức Phật, ở trong quang minh có hóa Phật, có Bồ Tát, lại vang ra âm thanh lớn vi diệu. Âm thanh vi diệu đó truyền đến khắp mười phương, hết thảy chúng sinh thảy đều nghe được. Trong âm thanh vi diệu đó diễn sướng trăm ngàn ước na do tha bài kệ không thể nghĩ bàn, đều là bài kệ tán thán khen ngợi công đức của Phật. Những bài kệ đó vượt hơn hết thảy lời lẽ của thế gian. Đây là lúc Phật tại nhân địa tu hành pháp xuất thế gian, pháp vượt qua ba cõi do căn lành đó mà thành tựu âm thanh lớn vi diệu, lại hiện ra trăm ngàn ước na do tha sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể nghĩ bàn, khen ngợi không thể hết được, đều từ vô tận tự tại của Như Lai sinh ra. Ở trong quang minh lại hiện ra trăm ngàn ước na do tha sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể nghĩ bàn, để tán thán khen ngợi công đức của Phật cũng không thể hết được. Do đó sát trần tâm niệm khả sổ chi, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả khế, vô năng tận thuyết Phật công đức. Nghĩa là hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Đây là trong quá khứ Phật tu đủ thứ pháp môn vô tận mới có sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn như thế. Đây là từ cảnh giới vô tận tự tại sinh ra, lại hiện ra bất khả thuyết chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời, khiến cho các chúng sinh vào môn trí huệ hiểu rõ nghĩa thâm sâu. Ở trong quang minh lại hiện ra bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời, khiến cho tất cả chúng sinh vào sâu môn trí huệ, thấu hiểu nghĩa thâm sâu, tức cũng là minh bạch nghĩa chân thật pháp môn bát nhã do chư Phật nói. Lại hiện ra bất khả thuyết hết thảy sự biến hóa của chư Phật Như Lai tận pháp giới hư không giới, khiến cho tất cả thế gian bình đẳng thanh tịnh. Đó là do từ chỗ trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Như Lai sinh ra, cũng từ sự tu hành đức hạnh thù thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra. Ở trong quang minh lại hiện ra bất khả thuyết hết thảy thần thông biến hóa của chư Phật tận hư không khắp pháp giới, đều có biến hóa của chư Phật, khiến cho tất cả thế gian đều bình đẳng thanh tịnh. Cảnh giới đó đều từ chỗ trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Phật sinh ra, cũng từ sự tu hành đức hạnh thù thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra. Lại hiện ra trăm ngàn ước là do tha quang minh báo sáng chói vi diệu, từ căn lành đại nguyện xưa phát sinh, nhờ đã từng cúng dường vô lượng Như Lai, tu hạnh thanh tịnh không phóng dật, tâm tát bà nhã chẳng có chướng ngại vì sinh ra căn lành. Ở trong quang minh lại hiện ra trăm ngàn ước na do tha quang minh báo sáng chói vi diệu không thể nghĩ bàn. Quang minh đó là từ căn lành đại nguyện xưa phát sinh ra. Chúng ta người tu đạo phải phát đại nguyện kiên cố như kim cang, biển có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng đại nguyện đó không thể thay đổi. Chẳng những phát nguyện mà hằng ngày còn phải nghĩ nhớ, giống như việc tụng kinh, hằng ngày phải y theo lời nguyện đã phát mà thực hành, bằng không thì giống như hoa dại nở, chẳng có ích gì. Những vị Bồ Tát đó đã từng cúng dường mười phương tất cả chư Phật, thời thời tu hành pháp môn thanh tịnh giới định huệ, khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chẳng có tơ hào tạp niệm, do đó sai một ly đi ngàn dặm. Tại sao chúng ta tu hành chẳng thành tựu?
vì chẳng có tu hạnh thanh tịnh. Gì là hạnh thanh tịnh? Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Sáu tông trì của vạn Phật thành cũng có thể nói không tham, không sân, không si, hạnh thanh tịnh chẳng phải là pháp môn đặc biệt vi diệu, mà là dạy người trừ khử tâm tham, sân, si, ba độc. Nếu trừ khử sạch tâm ba độc, đó là tu hạnh thanh tịnh. Tóm lại, hạnh thanh tịnh tức là chẳng có tư tưởng và hành vi ô nhiễm. Bạn có tham dục, sân hận, ngu si thì chẳng thanh tịnh. Nếu bạn chẳng có nóng giận, phiền não, vô minh tức là thanh tịnh. Người tu hạnh thanh tịnh tuyệt đối chẳng phóng dật. Phóng dật là gì? Nói đơn giản, đó là chẳng giữ quy củ. Giống như đệ tử Phật đã giữ năm giới là không giết hại, nhưng họ làm cho kiến và côn trùng chết. Không trộm cắp nhưng lại lấy đồ người khác chưa cho phép. Không tà dâm nhưng lại đi tìm người khác giới phát sinh quan hệ nhục thể. Không nói dối nhưng chuyên nói lời không thật hoặc nói thị phi. Không uống rượu nhưng lại đi đến quán rượu mua rượu uống, hoặc hút thuốc hoặc hút độc. Biết rõ là tập quán không tốt hoặc có hại cho thân tâm nhưng cố ý đi làm, đó tức là phóng dật. Trong bài kệ cảnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền rằng: ngày đã qua rồi, mạng sống cũng giảm dần, như cá thiếu nước nào có vui gì. Đại chúng hãy siêng tinh tấn, như cứu đầu lửa cháy, chỉ nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Nghĩa là một ngày đã trôi qua thì tánh mạng cũng theo thời gian mà tiêu giảm một chút, giống như cá thiếu nước, càng ngày càng giảm bớt nước, còn có gì để vui. Các vị phải biết nên siêng năng mà tu hành, hãy dũng mãnh tiến về trước. Sự tinh tấn giống như cứu lửa cấp bách đang cháy trên đầu của mình, một phút một giây không thể đợi chờ, mà lúc nào cũng nghĩ vô thường chẳng bao lâu sẽ đến, thời gian không còn nhiều, phải cố gắng tinh tấn, đừng có phóng dật. Phải luôn luôn giữ quy củ, đi đứng nằm ngồi đừng phạm giới luật, đó mới là bổn phận của người tu đạo. Vì không phóng dật cho nên tâm tát bà nhạ, nhất thiết trí hiện tiền thì chẳng có tất cả chướng ngại, sẽ sinh ra căn lành. Có căn lành thì tất cả sẽ được giải thoát, do đó vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu kính niết bàn. Nghĩa là vì không quái ngại nên chẳng có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo niết bàn. Đây là nơi trở về cuối cùng của người tu đạo. Vì hiển Như Lai lực rộng khắp, vì dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, vì khiến cho đều được thấy Như Lai, vì khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nơi căn lành, vì hiện bày sức thần thông của Như Lai không ai chiếu sáng lớn được, vì muốn khiến cho chúng sinh khắp được vào nơi biển rốt ráo, vì khiến cho đại chúng Bồ Tát của tất cả cõi nước chư Phật đều đến tụ tập, vì muốn khai thị môn Phật pháp không thể nghĩ bàn. Vì hiện bày thập lực của Phật nên rộng lớn khắp tất cả, vì dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, vì khiến cho vô lượng chúng sinh được thấy Phật, vì khiến cho vô lượng chúng sinh tu hành pháp lành, kiên cố trụ nơi pháp lành. Vì hiện bày sức thần thông của Phật nên thiên ma ngoại đạo không thể chiếu sáng lớn được, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh khắp vào biển trí huệ rốt ráo, vì khiến cho tất cả các Bồ Tát trong tất cả cõi nước chư Phật đều vân tập đến cùng trời đâu xuất, vì khai thị tất cả chúng sinh tu pháp môn của Phật không thể nghĩ bàn, thành tựu quả giác không thể nghĩ bàn. Cho nên trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, phải phóng ra đủ thứ quang minh, hiện ra đủ thứ màu sắc, chiếu sáng vô lượng thế giới. Tại sao? Vì đủ thứ nguyên nhân ở trên mà phóng quang minh, lại có một thứ nguyên nhân dùng quang sắc này, thỉnh các đại Bồ Tát đến tham gia pháp hội, hoặc làm đương chúng cơ, hoặc làm ảnh hưởng chúng. Bấy giờ Như Lai dùng tâm bì che khắp, hiền bày nhất thiết trí, trang nghiêm tất cả, muốn khiến cho chúng sinh trong thế giới nhiều bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ. Người chưa tin thì tin, người tin rồi thì tăng trưởng, người đã tăng trưởng thì khiến cho thành tịnh, người đã thanh tịnh thì khiến cho thành thục, người đã thành thục thì khiến cho tâm được điều phục. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tâm đại bi che phù hộ khắp tất cả chúng sinh, hiện rõ chỉ bày nhất thiết trí huệ trang nghiêm hết thảy, tức cũng là biểu hiện trí huệ. Trí huệ của Phật chúng sinh vốn cũng đầy đủ, bất quá chúng sinh không thể dùng mà thôi, cho nên chẳng có trang nghiêm. Nếu dùng được cũng sẽ có sự trang nghiêm. Phật muốn khiến cho hết thảy chúng sinh trong thế giới nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ. Người chẳng tin Phật, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, sinh ra căn tin. Người đã có căn tin thì khiến cho tăng trưởng. Người căn lành và tâm tin đã tăng trưởng thì khiến cho được thanh tịnh, chẳng có tham sân si,
chỉ có giới định huệ. Người đã tu hành hạnh thanh tịnh thì khiến cho họ căn lành thành thục. Người căn lành đã thành thục thì khiến cho họ tâm được điều phục, chứng được quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Quán sát pháp thâm sâu, đầy đủ vô lượng trí huệ quang minh, phát sinh tâm rộng lớn vô lượng, tâm tát bà nhạ chẳng có thối chuyển, chẳng trái với pháp tánh, chẳng sợ thật tế, chứng được lý chân thật, đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, sinh ra căn lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh, như Bồ Tát Phổ Hiền đắc được tự tại của Phật. Quán sát diệu pháp thâm sâu vô thượng, sau đó mới đầy đủ vô lượng trí huệ quang minh, phát sinh tâm bồ đề rộng lớn vô lượng. Tâm tát bà nhạ nhất thiết trí, trong trí huệ này lại hiện trí huệ này vô cùng vô tận, chỉ có tăng trưởng, chẳng có thối lùi. Nó chẳng trái với pháp tánh chân thật, pháp tánh chân thật tức là không, Phật phóng quang ra bị chúng sinh, khiến cho họ không thể về pháp tánh chân thật và hư không đồng thể, mà sinh ra lý thể chân thật sợ hãi. Chúng sinh nghe nói lý thể chân thật, trên thực tế gì cũng chẳng có, còn sinh ra sợ hãi mà thối lùi về sau. Nếu chẳng sợ hãi thật tế thì sẽ chứng được lý thể chân thật, nếu sợ hãi thì không thể chứng được. Tại sao? Vì sắp chứng được mà bị tầm sợ hãi che lấp. Đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, 10 ba la mật thì đắc được căn lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh, giống như đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát tu hành Phổ Hiền hạnh nguyện mà đắc được sức thần thông tự tại của Phật. 10 ba la mật tức là pháp môn thập độ, pháp môn tu hành của Bồ Tát. Này giải thích sơ lược một phen, người đã nghe qua đừng ngại nghe thêm lần nữa, do đó ôn cố mà tri tân. Biết cái mới là do từ biết cái cũ diễn biến mà ra, nghe thêm lần nữa thì sẽ có lợi ích. Ai chưa nghe qua thì phải chú ý nghe, nghiên cứu tỉ mỉ thì chắc chắn sẽ đắc được diệu dụng không thể nghĩ bàn. Những gì là 10 ba la mật? Ba la mật dịch là đáo bỉ ngạn đến bờ kia.